Lý Sơn, hòn đảo núi lửa mà tôi được nghe nhiều người nhắc đến, đẹp một cách lạ lùng. Phong cách như gã cao bồi đang mang trên lưng lời nguyền của những miệng núi lửa. Khi thì mạnh mẽ phong trần, khi thì sâu lắng lộ đắm. Những tàn tích của núi lửa cách đây hơn 25 triệu năm đã làm cho vùng đất này trở nên đặc biệt hơn. Những vị núi lửa hàng triệu năm tuổi được bao phủ bởi đá tạo nên sự độc đáo của nơi này. Nắng chiều sôi trên vách núi làm lộ dấu ấn của thời gian đã bào mòn nơi này. Những đường phun trào nham thạch của núi lửa, những cơn sóng biển ngày đêm vỗ bờ đã kiến tạo thành một di sản địa chất. Bên vực núi cao sừng sững là những mô đá bị sóng vào mòn, nối nhau nhòi ra phía biển. Qua những đợt thủy triều, nơi này bày ra những sản vật của biển. Ngoài cấu tạo bề mặt địa chất độc đáo thì Lý Sơn thu hút tôi bởi câu chuyện sử thi về hải đội Hoàng Sa, nơi những vị anh hùng từ hàng trăm năm trước đã có công ra quần đảo Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Đình An Vĩnh là nơi người dân tổ chức lễ khao lề thế lính, một dấu ấn văn hóa tâm linh trong đời sống qua nhiều thế hệ của người dân Lý Sơn. Đã có hàng vạn người lính thủy quân Hoàng Sa vượt qua biết bao sóng gió lên đường làm nhiệm vụ, nhưng không phải ai cũng đủ may mắn quay về. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Cát ở đây là sự pha trộn giữa những hạt phân hóa từ dung nham, những mảnh vỏ sò, vỏ ốc, san hô, thoái hóa, vỡ vụn trong nước biển, rồi sóng và thủy triều đưa đẩy từ ngoài khơi vào bờ. Ngoài việc tạo nên những di sản địa chất độc đáo, dung nham núi lửa bị phong hóa đã hình thành nên vùng đất Lý Sơn chứa nhiều khoáng chất. Thổ nhưỡng ở đây phù hợp với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là hành đỏ và tổ Lý Sơn, hai sản vật từ thiên nhiên ban tặng cho nơi này.